Xin chào các bạn, hôm nay trở lại với kênh Cuộc Sống Bỉ. Thời tiết hôm nay thì đang rất là nóng và không có gió các bạn ạ. Tụi mình đang đi đến một cái tỉnh nhỏ ở Banff. Thì nơi đây mời các bạn tham quan một cái lâu đài cổ xưa, mà nơi đây ngày xưa là cái nơi mà để trấn giữ và chống giặc tấn công đó các bạn. Thì các bạn hãy xem quá trình mình đi tham quan để hiểu biết thêm về cái tỉnh Banff ở vùng Eno nhé. Ở nơi này thì thường đa số là ở tỉnh Banff mình thấy rất là nhiều những cái bức tượng hóa trang như thế này. Đây là cái lễ Carnival ở tỉnh Banff ở các bạn. Thì năm nay không có cái lễ này diễn ra vì do dịch, cho nên mọi người đình hết tất cả các ngày lễ. Đây là cái con đường mà mình đi lên trên phía trên để tham quan một cái nhà thờ hiện bây giờ. Trước đây là một cái nơi để trấn giữ khung thành, bị bây giờ chuyển thành một cái nhà thờ. Đây là một cái nhà thờ rất là rộng lớn á các bạn, nhìn rất là đẹp luôn. Đó, các bạn thấy những cái tượng đài không? Cái mũ mà họ đội trên đầu đó cũng rất là nặng đó các bạn. Đây là cái nhà thờ hiện tại đó các bạn, mà nhìn cứ tưởng đâu là một cái lâu đài cổ kính rất là đẹp luôn. Nơi đây là một cái nghĩa trang cổ của những người ngày xưa giàu có đó các bạn, thì họ mới có chỗ để chôn ở những nơi này, họ mới được khắc tên lên những cái bia này. Chứ những người nghèo ngày xưa là họ phải chôn khi mà ở nhà, họ có đất thì họ sẽ chôn trong nhà chứ không được chôn ở những nơi này đó các bạn, chỉ dành cho những người giàu. Còn nơi đây các bạn đi tới đó là cái nơi mà họ phòng thủ bắn cung tấn công kẻ địch đó các bạn. Các bạn có thấy cái lỗ hổng nhỏ không? Kế tiếp đó là một cái bài thơ họ khắc ghi trên một cái quyển sách bằng đá. Một bài thơ hay, một bài thơ đẹp để cho những ai đi qua đây đọc được bài thơ này đó các bạn. Rồi tụi mình đang đi đến phiên chợ ở trước nhà thờ. Thì chỗ này là chú này bán mấy
cây giống rau xà lách các loại đó các bạn, để cho mình trồng. Có cái khu này thì họ bán những cái gà vịt chăn nuôi đó các bạn. Thì trong đây có rất là nhiều loại khác nhau, gà vịt, ngỗng, thỏ, chim. Thì mấy đứa nhỏ rất thích coi những cái gia cầm này, thì tụi nhỏ hay sờ mó vào những cái chú vịt con cũng như là những cái chú thỏ đáng yêu đó các bạn. Tụi nhỏ rất là thích đi coi những cái nơi mà có động vật đó. Phiên chợ này là ở tại tỉnh Bang. Cứ mỗi buổi sáng thứ bảy là sẽ tổ chức phiên chợ này này. Thì trước khi chưa có mùa dịch đó, thì phiên chợ này rất là đông khách. Nhiều người đi chợ rất là đông luôn. Nhưng mà giờ đang là mùa dịch cho nên rất là trống. Các bạn thấy thưa thớt người không? Còn đó là một cái ủy ban, cái loại là commune của tỉnh bang đó các bạn, nơi đó có thể là làm tất cả các giấy tờ và đám cưới. Ông xã mình đang hỏi cái phô mai để mua nhưng mà tìm không đúng được cái phô mai mà ảnh đang cần, đang nói chuyện với cô chủ bán hàng nè. Tại đây thì cũng có một chiếc xe bán thức ăn nhanh của người Việt Nam mình nữa đó các bạn ạ. Nhưng mà hơi vắng khách nha. Tại vì trong trong mùa dịch này thì khó là buôn bán. Thì đây là một cái nơi mà họ bán những cái thịt gà goti các loại. Trong đây họ có bán cả thịt thỏ, thịt gà, thịt heo, sosis, các loại luôn, khoai tây nướng. Thì vô đây thì mình thường hay mua đó là thịt gà gô ti và thịt thỏ và những cái miếng sườn nướng nhìn rất là ngon và hấp dẫn luôn các bạn. Giá họ có để trên từng cái ký hiệu của những cái tên mỗi loại thức ăn khác nhau. Cắt tờ bò. Xung quanh đây thì có những rất là nhiều cái quán cà phê, nhà hàng, quán bar đó các bạn. Mình thoải mái vào mùa nắng, mùa hè thì mình có thể ngồi phía trước như thế này để ngắm một cái phiên chợ. Thì quả thật là giống không khác gì ở Việt Nam luôn các bạn ạ. Gã là cụ tô là ta gây tao biết là cụ tô.
Tụi mình đến đây mua phô mai thì thấy cái chú này cầm dao cắt phô mai nhìn rất là lạ, nhìn cái dao rất là sợ luôn. Thì người này là mình không biết là người Ma Gốc hay là người Ả Rập, nhưng mà họ bán cái gian hàng của họ với cái giá rẻ, nhiều khi mình mua thì họ cũng có thể tặng thêm nữa đó các bạn. Cho nên khi về đi chợ, đi phiên chợ thì tụi mình hay ghé những cái gian hàng của những người này để mua với cái giá rẻ hơn. Đây là những cái nước sốt mà gồm có những là ớt chuông hay là cà tím, họ làm có gia vị trong đó để họ ăn với bánh mì lát đó các bạn. Ăn cũng rất là ngon, nó có cái mùi vị đặc trưng của cái nước của họ hay sao. Còn đây là những cái loại ô ly ngâm chua ngọt, ngâm chua chua, mặn mặn. Và có cả tỏi luôn các bạn. Thì họ dùng với những cái phô mai viên để ăn kiểu giống như aperitif. Còn vợ chồng mình thì ăn trộn chung với salad. Khu này là cái nơi mà họ bán quần áo, giỏ sách, túi này kia các loại các bạn. Ở đây thì xung quanh có rất là nhiều cái nơi để đi shopping, sắm quần áo, cửa hiệu, cửa hàng, đồ hiệu cũng có nữa các bạn ạ. Và hôm nay đi chợ mua được nhiều đồ rồi các bạn. Mình thì mình mua cái đùi thỏ nướng nè. Rồi một cái bánh mì, rồi phô mai, vợ chồng mình mua phô mai. Rồi ở đây thì có ức gà nướng và miếng sườn cộng nướng đó. Nhà mình ăn hôm nay sẽ ăn đồ gà nướng, không có mua khoai tây nên sẽ làm khoai tây tự nhà ở nhà là ăn. Mình thì mình ăn kiêng cho nên mình sẽ ăn này với salad thôi. Đây này các bạn, đó chồng mình dang dẻ cho mấy đứa nhỏ ăn. Đó, giờ mình ấy xong rồi đó. Cái đùi ông xã mình hay ăn ức gà chứ không ăn nguyên con gà có xương đâu, ăn ức không à, lấy cái phần trắng của gà ăn, gà phi lê đó, lấy cái phần này ăn thôi. Còn mình thì mình một là mình ăn cái sườn này, sườn cộng này, hai là cái đùi thỏ đó. rồi đi chợ mua này tại vì thèm đùi thỏ ăn quá chừng luôn, bây giờ mua về. Mua 3 cái đùi như thế này sẽ rẻ hơn là mua 1-2 cái đùi. Rồi bây giờ cả nhà mình ăn nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào. Nhầm hấp dẫn quá.